Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát Địa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, giả sử trải qua hằng hà sát số đại kiếp, tu hành tất cả tài thí pháp thí, ở nơi thanh vắng, chánh niệm tư duy, đem tất cả phước nghiệp, tu hành trước đây bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ý ông thế nào? Đại Bồ Tát ấy, nhờ đó đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phước của vị ấy vô lượng vô số vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng nếu Đại Bồ Tát sống đúng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói, suốt cả ngày đêm tu hành tất cả tài thí, pháp thí, ở nơi thanh vắng, chánh niệm tư duy, đem tất cả phước nghiệp tu hành trước đây bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì công đức đạt được nhiều hơn người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà hồi hướng, thì nên biết đó là hồi hướng vô thượng. Còn lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà hồi hướng, thì nên biết đó là hồi hướng hữu thượng. Cho nên này thiện hiện, Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bao giờ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đem phước nghiệp tu hành trước đây bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát Địa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, nhờ vào công đức căn lành của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử quá khứ hiện tại vị lai tập hợp lại đầy đủ với sự tùy hỷ trong hiện tại, rồi bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ý ông thế nào? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này mà đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phước của vị ấy vô lượng vô số vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng nếu Đại Bồ Tát sống đúng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói, suốt cả ngày đêm, nhờ vào công đức căn lành của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử quá khứ hiện tại vị lai tập hợp đầy đủ với sự tùy hỷ trong hiện tại, bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì công đức đạt được nhiều hơn người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả công đức căn lành của sự tùy hỷ hồi hướng đều lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu làm đầu. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì không bao giờ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đem các căn lành tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, như lời Ngài đã nói, các hành đều do phân biệt tạo ra, đã do vọng tưởng sanh ra nên hoàn toàn không thật có. Vậy do đâu các Đại Bồ Tát ấy đạt được phước vô lượng vô số vô biên? Bạch Thế Tôn, do phân biệt mà tạo ra các phước nghiệp nên không thể có chánh kiến ở thế gian, không thể hướng đến nhập vào chánh tánh ly sanh, cũng không thể đắc quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nhưng các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết tất cả loại phân biệt đã tạo hoàn toàn không, không có sở hữu, là hư vọng không thật. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát học kỹ pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, sau khi an trụ vào tất cả không như vậy rồi, như quan sát những gì do phân biệt tạo ra là hoàn toàn không, không có sở hữu, là hư vọng chẳng thật. Cho nên không bao giờ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì đạt được vô lượng vô số vô biên phước đức. Do nhân duyên này mà phát sanh chánh kiến, cũng có thể nhập vào chánh tánh ly sanh, cho đến có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nói về vô lượng vô số vô biên nó khác nhau như thế nào? Phật bảo, thiện hiện vô lượng là lường không thể.